Đầu tiên mình xin test khả năng chống chạy của micro Z11 2019. Thì Z11 2019 được làm chất liệu bằng nhôm CNC nguyên khối, một màu đen từ trên xuống dưới. Bây giờ mình sẽ chia ra hai, một là phần trơn, hai là phần nhám. Mình sẽ test phần trơn trước nha các bạn. Mình test cào nhẹ thôi nha. Đây, mình cào nhẹ các bạn. Cào nhẹ kêu kim kít luôn nha. Rồi, mình chùi một cái coi. Không chạy nha các bạn. Rồi mình giờ mình test thử cào mạnh hơn chút xíu nữa, dùng lực lên nha. Vâng, dùng lực thì giờ đã có một chạy nhẹ rồi nè. Đó. Thì nhưng bằng chất liệu nhôm hoặc với lại sơn đen thì cái vết chạy này không rõ lắm nha các bạn. Khi mình soi kỹ thì thấy. Rồi tiếp tục mình xuống tới phần nhám. Mình cào nhẹ trước nha các bạn. Chùi cái. Không thấy được. Thì mình dùng lực hơn, mạnh hơn. Khó chạy các bạn, nhưng rất ít khó thấy. Đây là làm bằng theo kiểu đường cắt kim cương á, trước ống ánh nên khi nhìn sơ không thấy đâu, các bạn nhìn rõ hơn thì thấy được. Đây có đường chạy.